Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, đoàn công tác của lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đã đến thăm hỏi tặng hoa chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn. Đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, các đơn vị y tế, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ chúc cán bộ, công nhân viên và người lao động các đơn vị nhiều sức khỏe, không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y, nâng cao năng lực quản lý và điều hành công tác y tế từ thị xã đến cơ sở, chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt 12 điều y đức, lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, xứng đáng với niềm tin và sự tôn vinh của xã hội.